để thực hiện tốt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Kim Phượng đã tập trung mọi điều kiện, nguồn lực để thực hiện tiêu chí về nhà ở, góp phần hoàn thiện 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Được hỗ trợ kinh phí làm nhà ở trong đợt này, gia đình anh Lê Văn Sáu là hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở tại xóm Bản Mới, xã Kim Phượng, đã vay mượn thêm anh em họ hàng và số tiền tích lũy của gia đình cùng với sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ về người nghèo của huyện Định Hóa. Gia đình anh Sáu đã khẩn trương hoàn thành căn nhà mới, ổn định cuộc sống. Trước kia thì gia đình chưa được nhà nước hỗ trợ thì ở những căn nhà đúng là vất vả, mưa gió nó dột nát, nó khổ lắm. Đến bây giờ thì nói chung là được nhà nước quan tâm đến là giúp đỡ gia đình, làm được căn nhà, là mưa gió thì yên tâm, không phải suy nghĩ gì. Gia đình được căn nhà mới rồi, gia đình cố gắng phát triển làm ăn và để phấn đấu bằng nuôi con, các cháu nó để cuộc sống nó đỡ vất vả hơn. Cũng như gia đình anh Sáu, gia đình bà Đàm Thị Du, xóm Bản Cái, xã Kim Phượng cũng rất phấn khởi, vui mừng khi được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người nghèo của huyện và của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên để xây dựng ngôi nhà mới khang trang. Đây là điều mong ước từ rất lâu của gia đình. Giờ đây, bà Du đã có căn nhà mới khang trang với diện tích trên 80 mét vuông, đảm bảo cuộc sống của ba mẹ con, không phải lo lắng nhà bị dột như những lúc mưa gió như trước đây nữa. Rồi trước kia thì cái nhà nó tạm bợ thì tấm lợp, nhưng mà hai bên rồi đồ hồi thì không làm được, rách nát, không thưng được ấy. Gió bão rồi là nó vào hết tường nhà. Thế là cũng may là được nhà nước hỗ trợ được cái căn nhà này là cô mừng lắm chứ, quá mừng luôn ấy. Không gì bằng. Rất là biết ơn các cấp các ngành đã hỗ trợ. Từ giờ trở đi thì tôi cứ lo trả nợ xong xuôi đấy, cố gắng là phát triển sản xuất thì thoát nghèo. Để góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 9, tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kim Phượng phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát lại toàn bộ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trên cơ sở đó, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ kinh phí xây nhà cho các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã. Thì năm 2021 thì xã Kim Phượng là đăng ký về đích nông thôn mới, thế là được sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thì cũng hỗ trợ cho các hộ nghèo với hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ xây nhà ở. Trong dự kiến là thì tất cả các nhà sẽ hoàn thành trước cái ngày 18 tháng 11 để đảm bảo cho Mặt trận Tổ quốc xã cũng như Mặt trận Tổ quốc huyện để bàn giao cho các hộ. Qua rà soát thống kê, xã Kim Phượng hiện có 16 hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Trong năm 2021, xã Kim Phượng có 7 hộ gia đình khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây nhà ở, với mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một căn nhà. Tổng trị giá hỗ trợ xây nhà mới cho 7 hộ là 350 triệu đồng. Trong đó, có 245 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ về người nghèo của huyện, 105 triệu đồng từ nguồn quỹ đóng góp của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Thông qua chương trình này, góp phần cải thiện cuộc sống của các hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở tại xã Kim Phượng, đồng thời hoàn thành tiêu chí về nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.